con người ta sống ở mà trên đời tiên nghi dòng bạc chảy để rồi mà làm chi. Đến cuối cùng cũng chẳng đem đi đến cuối cùng cũng chẳng có đem đi, đem đi cũng chẳng để làm gì cho ai. Món sôi ngô rồi đun lại cái nồi này nữa, nóng là múc ra nhá, cho thêm lạc với rau mùi nữa là ok. Rồi ok rồi đây, su vang nha, rắc lạc là ok này. Đặt diễn món này cho bánh mì thì đúng rồi, không phải nghĩ luôn. Su vang nữa cho bánh mì. Hôm nay mình lại vào bếp nhé, cái món su vang ngựa. Mình đang đun nồi nước để trần nhé anh em. Đây nhá, ba chỉ ngựa nhá, mới đét là lò về luôn đấy. Mình vẫn phải trần đây này thì luộc qua đi để thái cho nó dễ anh em. Luộc gừng, xả, rượu, ngựa tươi gói. Hôm nay mình đạo diễn món này nhé. Đây nha anh em, thịt ngựa trần xong thái nhé. Đấy, bị con này lon này mình nấu lẫn luôn. Con mèo lai cho cái chân vào cào cào chứ phải bé. Đi nào. Đây nhá, cho mỡ lợn vào xào nhé. Gừng này, tỏi, cánh hồi thảo quả nhá. Món súp vang ngựa nhá, mình lại cho gia vị đầy đủ, gấc thì cho sau nhá, nước cốt dừa cho sau. Giờ mình đun lên đã. Trong đun cả hai bếp vậy à? Chưa, mới đun bếp thôi. Làm gì? Đây. Này là món ba góc nhá. Trước tiên là phải cho vào luộc. Nướng theo cái miếng cái vai ấy, một đoạn vai cắt ra nướng được. Nó ăn dai dai ngon hơn. Ừ. Còn cái kia mình nấu ba góc. Cái này không có gì. Cháu hôm nọ cháu bảo mua, hôm nọ bảo mua lia mới cùng nhá. Đây nhá. Món súp vang không thể thiếu gấc nhá. Và đây nước cốt dừa. Mình sẽ cho vào đây nhá. Gia vị đầy đủ đấy, là linh nhá. Ngoại đẹp không? Đến Tết là những cái lụa là vừa đẹp đấy của mình nhỉ? Lâu lắm. Cái lụa kia nó bao lâu rồi? Đó. Mẫu đơn này. Đại lý mẫu đơn. Có cả sim nhé. Đẹp không? Ươm đây chưa? Đây, thịt mà góc ơi, luộc được coi như bây giờ vớt ra ngâm nước để đâm chọc, trao. Anh em nha, vớt ra đây nha. Ngâm nước, nguội để đâm. Cái này á, cái ba góc này khác gì không nhiều, cũng linh mà. Nhưng mà nó nhanh hơn. Đấy là nó hấp cách thủy nó khác, mà cái này đun trực tiếp lúc nào nước nó khác. Từ 7 cân là nó lên 9 cân, 9 cân lên mười mấy cân. Lên 13 cân. Cái gì? 13 cân thịt đấy. 13 cân thịt là 2 cân. Thì ông Lam bảo là nấu hết để ăn dần đi. Mùng 1 lại cũng còn đi ăn rồi đâu. Xong món gà luộc nhé. Bật quạt lên để cho nó nguội xong rồi mình băm. Con gà này làm lễ nhà qua tiếng Việt. Nước mình lại ngâm rượu đây nhá. Linh cái này phải chắc tầm tiếng 2 tiếng
Con ngựa này cũng không già lắm nhưng mà vẫn là linh tầm đấy, chấm bánh mì. Tiện lắm xương hôm nay. Thịt nướng. À còn miếng thịt ngâm ở đấy. Lấu hai chỗ á. À yên. Yên đây, lấu hai chỗ á. Đây là xôi trắng, còn cái kia là xôi ngô à? Cũng được. Nó phải cháy cháy này như ông Bảy ơi. Chú Bảy, chú xong chú cho cái bì xuống để cho nó nhanh mà. Lại quả bếp huyền thoại. Ok, đây cái cây bưởi đỏ à? Bưởi đỏ. Bưởi hoa. Con đầu khi là thường con nhà thường anh ở trao xong ngâm nước làm sạch sẽ giờ thái nhá. Bà góc ấy. Đấy, thật sự là môn này chỉ Bắc Giang mới hay làm thôi. Đúng không? Những vùng khác ít lắm, miền Bắc. Nhưng mỗi nơi một gia vị khác nhau nhé. Khâu không đấy, khâu hai nên Lạng Sơn đấy khác hẳn. Làm chính nó nấu bằng cái bún ngon. Nhưng mình đây nấu vẫn ăn vẫn là ngon nhất. Mình nấu vẫn ăn là ngon nhất. Là món hành quấn này nữa nhỉ. À đi thái bằng bạc. Giới thiệu gia vị này. Tỏi địa liền này, ma di này, ngũ vị hương cái gì nữa chú Bảy? Thế đó gì? Ớt chứ. Đó. Ở đây mua ma di ạ. Đây là nhân ba góc. Không dám ăn đâu vậy thì món hành quấn huyền thoại này. Ăn nó mát. Quấn lòng bè gà luôn nhá. Ngon luôn. Rồi để cháu cho cái này lột là, chính ra là có ba chỉ nữa mà ngon nhất. Thôi bây giờ làm nhanh ăn nhanh. Đấy, ở đây là ăn nhanh nên chứ còn gì là bài này. Đây nha. Bài này bây giờ mình cho gốc này nha. Đây, món thịt nướng đã ok rồi. Thịt ba chỉ như lại thịt vai nướng tương giềng mẻ nha anh em. Quá tuyệt vời luôn. Chín rồi xong rồi cho vào xong rồi cho vào đĩa để bọc. Ôi sao cái vườn xưa này chết nhiều đấy nhỉ? Nhầm truyền như chết bao nhiều nhỉ? Mình nó già. Đây, món ba góc này. Thường phức tỏi địa liền ma di đây món ma góc đây nhá. Món này mà ăn cơm là nuốt mất lưỡi. Thường phức này phải linh tầm tiếng nhỉ, càng dừa ngon. Qua tự nhiên lại có ông bán hành đi vào làng chứ. À không, cái thằng ấy nó bán tự nhiên mà. Thấy thì bảo mua tí ăn 10.000 mớ này. Sợ ơi, 15.000 hai mớ. Tổng em giả đấy. Ôi, mà cá làm cái quái gì. Ô, thế hết cái kia rồi thì làm quái rồi. Hết đây đây. À, ăn giò chứ. Hai nồi xôi liền này. Một nồi xôi ngô. Đây, mình đã cho gấp vào đây nhá. Chấm bánh mì, tí chấm bánh mì nha anh em. Xúc vang ngựa. Coi như đã xong nha anh em. Mình thích thì cho thêm tí bột đao ở đấy. Một sắn dây ấy. Nó sệt sệt. Cháu đoán là không sâu. Nằm đất Sóc Sơn này 60 năm nhỉ? 65. Đúng 65 tròn đấy. 22 tuổi là ở đây. Xong mất.
Tức là sống đến bây giờ nếu mà còn ở đây là 82 tuổi. Mất năm 61 chứ. 61 chứ. Không hơn biết. Báo đi tìm người lắm. Không hơn rồi. Thế cả hai này à? Nếu mà vết đinh mới là cao không ấy. Chỉ là một xe phải đánh đè. Không đấy. Là ngân cứu thôi. Thế là về. Sổ phết nhỉ? Vết chưa đổi màu là chưa có đâu. Bao giờ phải thấy đất đổi màu đi cơ. Chứ tổ hồi xưa là không phải đơn giản kìa. Hồi xưa không phải đơn giản. 60 năm rồi đấy. 60 năm tròn. Đúng 60 năm tròn. Rồi cho quay số này là mai ấy à. Tí ngân ký chiều. Giờ mấy giờ? 2 giờ kém. Trên tàu cũng biết rồi. Bỏ bắn đừng có nói bảo là không bắn. Ngày xưa gọi lương thông công lính như bảo đào cứ đào. Đấy. Mà thậm chí là người đi đào ấy còn người ta còn muốn đào sâu hơn để kéo nó cho nó hết ngày không? Không nhưng mà thấy hòn đá cứng ngắc đầu kia rồi. Có khả năng là chỗ đánh dấu đấy rồi. Không như kiểu gì cũng phải 3 tấc đất. Thế qua là mét 2 đúng không? 3 tấc mét 2. Cứ đào đi, sắp đến rồi. Lúc nào tôi tưởng thì sắp đến rồi. Viên đá thứ hai nhá, chỗ này nó cũng phải gần mét mốt rồi. Còn viên đá kia nữa chưa thấy gì. Thế là sáu và bốn tấc ấy. Rất vẫn nổi lên. Đó coi khi tàu các bà mà nếu mà như thế là trôi 100 năm còn không có bao giờ ấy. Có nghĩa là không có áo quan. Không có áo quan. Có đã thấy. 65 này. Không có, không có. Thời điểm đấy không có. Không có, không có. Thời đấy là chỉ có quân chiếu. Tàu ấy. Áo ca kỳ tàu. Cá sâu ấy. Quân ni lông và quân chiếu. Đào đến mới biết được. Hiện tại giờ đã được mét 3 rồi. Chưa thấy gì anh em ạ. Trường đâu? Trường đâu? Cái này từ xưa là có khả năng hơi sâu. Tới rồi. Đây nhá, thấy xương của bà đây rồi nhá. Anh hộ em. Ok. Đừng quay lại anh hốt em mặt trên. Anh đừng quay lại anh hốt mặt trên. Xuống dòng đấy. Đây, thấy xương 100% này. Không, anh hốt mặt trên. Đấy, xương có rồi. Anh để đúng tại chỗ, anh hốt mặt trên đi. Vẫn phải lấy lên hết phải không? Rồi, anh hớt cái này. Đây, xương đây. Đúng rồi. Xương, mảnh xương. Xương đây này. Chờ đây bà nhá. Bà ở đây 65. Anh hớt cho em. Xương đây. Đúng là bà mà còn sống là 82 tuổi nhờ. Đấy xương làm đây. Xương bà còn đây. Xương còn đây. Bà xương còn đây. Ở đây 65. Gành. Anh hớt rồi em mặt đất đi. Thôi để sang một bên đi. Để nếu con gì nữa. Xương cả hai bên, nếu xương trên này có hai bên. Còn xương dọc chân thôi. Nhìn xương dọc chân đây. Xương nó hết rồi, còn chân to rồi. Đây đúng xương đây. Xương rồi gì cơ. Đây xương dọc chân đây. Vừa không gì đâu, anh cốt kia đi. Nó xương dọc chân thôi. Đây xương dọc chân là anh còn xương dọc chân là tốt lắm rồi. Còn xương anh hết rồi, chúng mày không phải hiểu là sâu chưa? Sâu mà. Khá sâu ấy. Hồi xưa trung đoàn bộ đội đây xây cho anh cái này là kinh rồi. Từ năm 42, năm 61. Bây giờ tôi cứ cho vào rửa rau được. Không có, rửa cái gì bây giờ không rửa, chỉ cho thẳng vào áo khoan thôi, vào kiểu thôi. Mất tuần rồi. Sướng, bà đúng. Sướng. Chứ ta đưa lên rồi, giờ lại còn bảo thế. Xong tay quay người lên, xương tay với xương đưa cả mảnh lên rồi. Sọ trên đằng sau, thằng em nghĩ là xương sọ vẫn còn. Còn nếu còn đấy, nếu còn còn này. Đi xong đó kiểm tra sẽ kiểm tra không còn thì xương sọ kiểu gì cũng có. Anh cứ xong cái này, anh cứ hết người này, kiểu xương sọ thôi. Hai cái bay đâu rồi. Rồi thế xương còn. Rồi giữa tránh ra. Giờ này gia đình nào cơ. Bay đâu rồi. Đây. Khó khăn lấy lên. Anh
Có cái đựng má, có cái chậu phía đây. Kéo đâu rồi? Không rửa. Cho thẳng vào luôn. Dạ, như này chỉ có lấy vào hộp kia luôn chứ còn rửa gì? Cho chậu xong cái chậu quay trước. Không chậu trước gì hết. Cho thẳng. Cho đây em đưa vào đây luôn. Không anh để quên em sẽ đầu đuôi là đây cho vào đây xong là cho vào ấy luôn. Trẻ trên đầu bên kia kiểu riêng xương sọ đấy, xương đấy, 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 đây, 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 cho vào thau cũng được chứ. Xương còn nhiều. Xương còn nhiều. Ông ơi, cả cái này nữa này. Không, từ từ. Từ từ tôi lấy hết cái này. Xương rắm còn là xương rắm xương chân đấy. Và là nguyên thế nào? 60-15. Cách tiểu ra đây. Vẫn còn xương anh ạ. Và xưa trôn không có cái gì cả. Có quân đội đây xây cho như thế này. Bà là đi quân đội đây. Khá sâu ạ. Đây là cho các bạn yên tâm đi. Đây mới là đằng chân thôi. Đây em gái của bà này, hai em gái, cháu các cậu các em. Xương thôi, anh đừng lấy đất nhiều quá, đến nước tí rồi, tiểu đây. Bỏ đất đi. Bởi vì con đấy. Xong anh ngược lại trên cái đấy, đấy như có mấy cái đây phải không? Đúng rồi. Đấy. Có tuyệt vời nhỉ. Cứ tưởng là không còn gì. Ngoài vẫn còn xương. 65. 65 rồi xong vẫn còn xương nhé. Vẫn còn xương nhé. Đây. Còn các lại anh ơi, vẫn còn nhưng mà ba thứ là đây. Xương đây nha anh em. Xương đây. Vẫn xương đàng hoàng luôn. Ok có gì đâu. Cái đá vẫn nguyên bản. Tắc thằng tạp cốt này. Không cái xương ống đen đen này. Chắc còn sang cái máy vào đi chiêu. Không tìm được cái gì nhưng vẫn hình như nắm đất về cho quê hương. Nắm rồi đấy. Tức là ngày xưa không có quan tài, mình hiểu nhau thế. Tớ đang bảo là gì quan tài. Quan tài chiếu tôn chẳng luôn. Không mới có 65 mặc cụm thì vẫn thế này đúng là. Anh ơi, anh hộ em mới đất lên nhá. Anh cứ bỏ đất đi. Giờ từ 1 giờ nhá. Đúng con. Giờ 2 rưỡi mới thấy. Hộ em cái. Đây xương này. Xương cụ vẫn còn này. Dù nhiều đủ. Đấy. Còn rất đẹp. Cái này quan tài đấy nhưng mà không quá là một thôi. Quan tài một cụ cũng thật. Nhưng mà có đinh kia là có. Nhưng chẳng qua là mục bây giờ không còn cái gì rồi. Chỉ còn đinh thôi. Nhưng mà xương trước các thứ của cụ là còn một số. Quá ác. 65. Cho cái số thôi anh ơi. Đấy hai cái bàn chân đấy ông Tuấn ạ. Chân sao anh nên ngược về trên này đi. Xương tay còn không thôi. Không, cứ lấy bàn chân á, lấy tay mình chân xóa đâu. Chân, chân xóa đây đẹp không chưa? Quá đỉnh. Đây, em gái bà đây. Đấy. Em gái em trai. Có quan tài mà. Bây giờ phát hiện ra mấy cái đinh kia thì mới biết là có. Nhưng mà quan tài nó mục hết rồi, không còn gì cả. 65 thì còn cái gì? 65 thôi, không phải 65 đâu. Nhưng mà xương còn được thế là ok đó mà. 65 thì còn mục nát vét rồi. 65 thì xuống đây phải không? Xuống theo hơn mà. Lần này lên, lần trước là bà là bị bỏng. Nhưng mà xuống rồi.
quay cho anh em xem nhá, vẫn còn xương nguyên đây này. Đấy, mục cái rồi nhưng mà vẫn còn xương nhá. Ấy. Thế mà có khả năng phải quay lại cái đầu này về lúc con hòn đá để ở đây là. Vâng, nhưng mà ý là có nghĩa là có khả năng cái đầu bên này. Cái đầu bên đấy là lấy đầu đâu. Lấy đầu đâu. Lấy đầu đâu mà chả còn. Nước cả vào đấy. Xương sọ kiểu riêng còn. Xương sọ kiểu riêng còn. Kiểu chân cái móng kia vẫn còn này. Đầu người ta đầu trên. Đầu đầu này. Thì ai nói gì đâu nhưng mà là có nghĩa là lúc mình thấy còn đá ở đầu bên này phải không? Đông lên thì còn nhưng mà cũng không còn nữa. Còn cái cột tí đất. Xương máu đã đến đây. Quả máu kia là cái. Rồi đúng rồi, cái đầu chỗ này vẫn tròn xoe luôn này. Nhưng mà thành đất dẻo. Chứ bảo đến thành này là tôi không tin. Không không không. Đến đấy là tin. Không, cái chỗ đấy cháu nhìn là phải rồi. Tròn xoe luôn. Tròn xoe nhá, không cãi nhá. Rồi rồi rồi, cứ ông cứ yên tâm tôi không cãi, tôi ngồi đây tôi cãi. Cái dưới giá này. Cái dưới đấy đất khác thật, cái dưới đấy đất khác thật. Ông quét cho tôi. Hết rồi hết rồi. Trong đấy là còn tí đất dẻo. Xem còn không nào. Về quê đấy. Không, cái này đất này khác luôn đấy. Có nhưng mà người nhìn khác thật. Bắt đầu chuột xe luôn, đất dẻo kẹo chuột xe. Đấy cháu quay video mà. Hai tay thôi. Còn hai bên tay nếu mà còn gì nữa thì là còn. Mới tay thôi, còn hai thôi rồi. Anh hộ em hai bên cánh tay. Có cái xương đen đen, màu đen đen, rất đen đen lấy cho em ý rồi đây. Đấy, đây cánh tay. Đấy, tầm đấy. 65 là nằm ở đất này. Trong cái nữa, dát nữa trong này. Đấy đấy. Đúng à. Còn đây thì tay thì khoảng hai. Đấy, đầu gối xuống. Đâu, nó xuống nữa, xuống nữa. Đấy. Đấy. Đúng rồi, anh cứ bỏ đất đấy. Để xuống dưới. Tay nó phải vai thì đây xuống. Chương hay chương. Vừa phấn bảo đấy bà lên chương là lỏi lên rồi con xem lại. Đúng sẵn 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 thứ ba. Lên ngay. Có con nó lên đó. Bắt cứng rồi đó. Không, cái đứng nó có đừng đừng. Ông đào tôi rớt này thôi. Đông là con sườn ấy. Hết rồi, hết rồi. Sườn chú ơi. Sườn này, cái sườn. Hai bên chân ấy. Bên này em xuống kiểm tra xẻng hơn một lượt xẻng lại hết. Hết kiểm rồi. Tra ừ. Một lượt. Không, anh từ từ cho. Không còn vẫn phải xuống cho một lượt lượt xẻng bằng móng ấy. Rồi. Đây nhá, người nhà xuống nhá. Em lấy một tí đất từ cánh tay của bà. Vâng vâng vâng. Vâng. Chính là chính thầy bác lấy. Em lấy một tí. Có ông bà này thầy xem đúc cả ông bà có cụ. Lấy hai bên luôn nhá chú nhá. Không, lấy đủ hết. Tức là hai bên của bà. Đúng bảo ông bà thật à? Nhưng mà sao có quả bóng bàn ở dưới đáy này được nhỉ? Bóng bàn đâu rồi? Đây quả bóng bàn đây nhưng mà không biết có số không? Người ta niệm cho phần trước là bà còn chơi bóng bàn người ta niệm. Vâng vâng vâng. Trước bà chơi thể thao. Ngày xưa bà chơi thể thao. Đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi. Bóng bàn nữa đi. Bà tôi chơi thể thao là bóng bàn đi nhỉ? Bà chơi môn cả bóng bàn. Bóng bàn. Như cho nên là lúc ấy là người ta bóng bàn đấy. Khả năng là ông sư trưởng là ông cái tặng đấy. Đâu mở ra theo có tên tuổi đi. Đúng rồi. Không. Không. Không tin. Để bác cái xuống xong rồi kiểm tra này. Không có à? Đây là lượt cuối cùng rồi. Không, xin lỗi không bạn nhé. Đây là có ít cát rồi tôi lấy nước thôi. Có cháu phải cát 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 này là. Có yêu cho. Đây này. Không như chung này. Cát tức là xương không có. Nhưng mà dưới đáy có cát kìa. Dưới đáy. Rồi 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 bà sẽ phù hộ cho. Thôi thì con trước kia không có cờ bạc, nay chỉ bà phù hộ cho con sức khỏe. Khá nhiều năm. Uống rượu cho con một con. Được rồi, uống rượu khỏe là được rồi. Chỉ cần sức khỏe thôi. Vâng, con chỉ cần sức khỏe. Cho con xin thì cho con xin con ba càng. Để con chỉ làm một ván thôi, sao con nghĩ. Ngày xưa mà. Ngày xưa bà cô đi còn trẻ quá. Năm ba ngoài 20 tí. Ai ai trưởng thôn vừa bảo ba càng vào. Có nghĩa là đánh 461. Lý trưởng. Chờ 461 sao? Đầu 461 gì năm nay. Phát tài một đoạn ông lấy xương chân. Vâng vâng không rất. Ông em nói với anh thông cảm là em làm nó cẩn thận tí. Rồi rồi ok.
bà cụ nhà em bà Thiêng Lâm bà ấy về mà bảo thằng cháu ấy thiếu của tao để kia em mệt lắm quát cho bảo mày đưa tao về mày rồi anh này khôn lắm rồi bên này đi chú ơi không em chỉ là cẩn thận một tí thôi chứ Yên Bái về Bắc Giang nó xa lắm cái cụ bảo con phải đi con không đi đâu 200 cây thôi mấy 200 cây nào hơn chứ anh nhận bán cái dao ấy vẫn phải bán cái tâm linh là đấy cho hẳn em bảo cho hẳn 250 cây đi có khoảng đấy đấy 230 cây đấy đấy nhắn nhắn thế đây cát đấy phải và cát nói các anh thông cảm đây đúng đấy vâng cứ có cát là phải rồi bởi vì sâu này không có cát nặng nhẹ không đáng gì sâu không có cát nặng nhẹ không đáng gì tự dưng có cát đây chỉ có xương mới tản thành cát thôi lúc đào đầu tiên nhỉ cháu sờ bắt cháu bảo cát nghe à không cát đấy lúc cháu sờ đầu tiên chưa thấy gì cháu sờ bảo sao lại cát này vâng thì có nghĩa bây giờ là phải lấy đấy cứ qua tí cát là phải lấy xuống sâu rồi phải nhớ nó ở trên mặt không em bốc một tí đất thổ rồi ok nếu xuống dưới này thổ kìa đúng không vâng không có gì nữa đấy chỉ có một tí cát ở trên đấy lấy hết lấy bên này nữa đâu nên là cứ có cát đây là phải thế xuống dưới thổ đúng không vâng không có gì nữa cứ ngoài cái cát chú lấy hết cái cát đấy không có gì nữa cứ ngắt không có gì thôi đây cứ lên đất trắng như mỡ cua ấy là phải còn tí cát đây cứ trắng như mỡ cua ấy là cát đấy đây rồi cháu quay chú chuẩn nó trắng trắng ấy nè. Không, nó sạn sạn lắm ạ. Em nói thật. Ê, đợt này con cháu về này không ai bị xương khớp đâu, khỏi hết. Nó sạn sạn là em lấy rồi. Dù nhiều ít là bà cụ thông cảm thế là. Vâng. Anh là uống rượu không vừa say. Có say thì thế là uống ít không say. Được cái là cụ gộ cho anh uống rượu không vừa say nữa. Thế là. Sở với cái này có đinh mà có đinh chuẩn 100% luôn có quan tài nhưng nó mục hết rồi anh thấy không mà anh nhìn trên cao thấy không nếu nó sai là phải lơi đấy đất khác ấy nhỉ đây đấy cát đấy và không có lý do gì tự nhiên có cát đất này nhìn không thấy một khác gì không lý do gì cát được không cái lúc vào bà mất ở đây bà về là ăn bà vẫn nhớ mặt trên mặt đây ngày xưa mà xưa thì được cả thế nhưng bây giờ mình nhìn như thế nó phải có một tí đen đen là cái vệt thế này là không ra gì nhỉ không nó khác cay mình phải biết chứ anh ơi đây cái đất này vẫn là xin phép các anh là đây vẫn có đây chú la à chú ngư đây chỉ có một tí thôi nhưng mà bấu đi hết luôn cái nào xuống dưới không có gì nữa cứng ngắc toàn xoáy thế tài tức là xương của cô đã nát ra đây rồi không nhớ mộ thôi còn đâu trong này có nhưng rất cảm ơn cái mộ này vùng xẻ cạnh mà rất là nông vâng làm rất dễ nông gì ông chắc còn mét rưỡi mét bảy mét tám rồi tôi bảo mét tám không mét hai mét hai không hết được sao không đến còn không được mét hai được sâu qua tấc đất tấc phải ba tấc đất 1m2 là cãi ở đâu chắc mét hai sâu ba tấc thật và ba tấc đất ba con vẫn quay mà ok đi đây nhá nhìn chỗ này nhá. Vâng, đất khác đúng không? Vâng. Đất khác này, đây là bàn chân. Con nói đúng không? Ngón bàn chân. Vâng. Ngón bàn chân của bà đây. Bà vừa cho chứ. Đây lớn không? Bà vừa cho chứ. Tôi ghi nhận luôn. Vẫn có xương nha anh em. Mình quay này nhưng mà vẫn có xương nhá. Vâng. Tức là xương đã nát rồi. Vâng. Không có ý con nói là lúc đầu có xương. Quá chưa quá đá cho ông gái rồi nhá cụ ơi con là đủ nhá từ đầu đến chân đủ phụ là con cho lên để đắp lên bảo lắm xong hết cái móng này vứt đi không bây giờ là gọi hết cái viền này đi trả lại chú Tuấn nhá à chú Nghĩa nhá cậy hết cái này phá hết cái phá hết cái là
Còn này lấp lại bình thường. Lấp ở dưới này. Không đào nữa nhá. Bằng cái này với cạy gạch không gạch cho rơi xuống. Vâng vâng vâng. Cạy cạy. Thế gạch cho cháu lên bờ hết. Vâng vâng. Thấy nhá. Cứ gạch gạch bỏ hết. Rồi. Xong rồi hóa đi cho các cụ đi. Ờ các cụ phụ cho sức khỏe là ok rồi. Không cần cái gì cả, chỉ phụ cho sức khỏe được rồi. Hóa vàng cho các cụ rồi. Xong các cụ về Yên Bái. Phụ cho con cháu ở dưới Bắc Giang này mình khỏe được rồi. Cái 81 rồi không? Vẫn 81 rồi. Rồi, hôm nay con đi lửa người phải không? 81 mà xưa. Vẫn 81 à? Tóm lại là vẫn là 1. Từ đầu giờ. Thế đánh mẹ đầu 1 đi. À, đít 1 đi. Anh đít 1 đi cho dễ. Thế thì còn bao nhiêu đấy? Có một câu chuyện này giới thiệu anh em nhé. Đây là Hoa Mẫu Đơn này. À, câu chuyện này kia là người nhà ở trên Yên Bái và Lào Cai Hà Nội đến bốc hót cho bà cụ trước đây đóng quân trong doanh trại quân đội ngay bên nhà mình này. Bà thì sinh năm 1941 và mất năm 61 và hiện tại bây giờ là 81-82 tuổi. Thì nó ở ngay cạnh mộ của bố mình nhé. Cũng nhờ anh em giúp đỡ và trên cộng đồng mạng rồi ABC bây giờ đã tìm được người nhà. Và hôm nay họ xuống bốc hoát về. Mình có mượn mẫu đơn ở dưới này nữa. Ok chưa anh em? Mà trong quá trình 60 năm, 61 năm ở đất Lục Ngạn Bắc Giang này thì đào là 3 tấc, 1m2 thì mới thấy. Thì là vẫn còn mà đi xương nhé anh em. Còn đi xương luôn. À, câu chuyện đến đây thế thôi. Nếu mà đi thì kiểu gì chắc chả có em. Đấy rồi. À.